Chào các em học sinh đang học lớp 4. Hôm nay chúng ta giải bài tập trong Unit 2 của quyển sách bài tập tiếng Anh lớp 4. Các em nhé, bài 1 là mã Choose the odd one out. Em hãy chọn một từ mà nó không cùng nhóm. 1. A. England, đất nước Anh. B. American, người Mỹ. C. Japanese, người Nhật. D. Vietnamese, người Việt. Chúng ta thấy người Mỹ, người Nhật, người Việt là quốc tịch và England là đất nước, nên đáp án không liên quan là A các em nhé. 2. Good morning, chào buổi sáng. Goodbye, tạm biệt. Good evening, chào buổi tối. Good afternoon, chào buổi chiều. Chào buổi sáng, chào buổi tối, chào buổi chiều là những lời chào khi chúng ta gặp nhau. Còn goodbye là chào khi chúng ta chia tay nhau. Nên B là đáp án không liên quan. 3. First là trước tiên, second là thứ hai, hoặc là first là ngày 1, second là ngày 2, và ninth là ngày 9, và 4 chỉ là số 4 thôi các em nhé. Nên đáp án là 4C. 4. 1. January, tháng 1, October, tháng 10, December, tháng 12, Thursday, thứ 5. Đáp án A, B, C là các tháng trong năm. Và đáp án D là thứ trong tuần, nên chúng ta chọn D là Thursday. 5. 10th, ngày 10, Tuesday, thứ 3, Wednesday, thứ 4, Sunday, chủ nhật. Thứ 3, thứ 4, chủ nhật là các thứ trong tuần, còn 10th là ngày trong tháng, hoặc là thứ hạng, nên đáp án chúng ta cần chọn là A, 10th. Bây giờ chúng ta cùng xem lại các đáp án nhé. 1. Chúng ta chọn England vì nó là tên đất nước, không phải là quốc tịch. 2. Chọn goodbye vì nó là lời chào lúc chia tay, không phải là lúc gặp gỡ. 3. Chọn 4th bởi vì nó là số đếm, không phải là số thứ tự hay là ngày trong tháng. 4. Chọn Thursday, thứ năm, bởi vì nó là thứ trong tuần, không phải là tháng trong năm. 5. Chọn 10th bởi vì nó là thứ hạng hoặc là ngày trong tháng, và các đáp án còn lại là các thứ trong tuần. Bây giờ chúng ta cùng qua bài 2 la mã Choose the best answer. Em hãy chọn đáp án đúng nhất nhé. 1. Hello, I'm Nam. I'm from. Xin chào, mình là Nam và mình đến từ. Ở đây các em cần phải chọn tên của một quốc gia. Chúng ta có Japanese là người Nhật, quốc tịch Nhật. Chúng ta loại đáp án này. Be America là đất nước Mỹ, nhưng tên của bạn là Nam thì bạn có thể đến từ Việt Nam, không phải đến từ Mỹ, nên chúng ta chọn đáp án C là quốc gia Việt Nam nhé. Còn D là Malaysia, là người Malaysia, nên chúng ta loại. Câu 2, I have a lot of in Hà Nội. Mình có nhiều thì ở đây nó phải, danh từ nó phải ở dạng số nhiều, và mình có nhiều bạn bè phải không nào? Những người bạn, chúng ta chọn đáp án là C nhé. 3. We have English Mondays and Thursdays. Mình có môn tiếng Anh vào ngày thứ hai, vào các ngày thứ hai và các ngày thứ năm. Có vào các ngày, chúng ta chọn giới từ on đứng trước các thứ trong tuần hoặc là các cái ngày trong tháng các em nhé. 4. I play sports with my friends the afternoon. Mình chơi thể thao với bạn của mình vào buổi chiều. Chúng ta có bốn giới từ là in, to, at và on. We choose in the afternoon, phải không nào? Vào buổi chiều. 5. She from Australia. Bạn ấy thì đến từ, cô ấy thì đến từ đất nước Úc. She là một chủ ngữ ở dạng số ít. Thì chúng ta phải chọn động từ phù hợp cho nó, chính là is, she is. Bây giờ chúng ta cùng xem lại các đáp án của bài 2 nhé. Hello, I'm Nam. I'm from Vietnam. 2. I have a lot of friends in Hà Nội. 3. We have English on Mondays and Thursday. 4. I play sports with my friends in the afternoon. 5. She is from Australia. Exercise 3. Complete the table. Bài số 3 là em hãy hoàn thành cái bảng. Nation là đất nước, nationality là quốc tịch. Vietnamese là quốc tịch Việt Nam, như vậy tên đất nước là Việt Nam, phải không nào?
England là đất nước Anh, như vậy thì quốc tịch Anh là English. America là nước Mỹ, và quốc tịch Mỹ là American. Australian là quốc tịch Úc, và tên đất nước Úc là Australia. Japanese là quốc tịch Nhật Bản, và tên đất nước Nhật Bản là Japan. Malaysia hoặc là Malaysia là đất nước Malaysia, và quốc tịch của nó là Malaysian, hoặc các em phát âm là Malaysian cũng được nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem lại các đáp án của bài 3. Việt Nam, Vietnamese, England, English, America, American, Australia, Australian, Japan, Japanese, Malaysia, Malaysian. Bây giờ chúng ta qua bài số 4. Reorder these letters to make a complete word. Em hãy hoàn thành, hãy sắp xếp lại các cái chữ cái ở bên dưới để tạo thành một từ hoàn chỉnh. One. Đây là từ English, tiếng Anh hoặc là quốc tịch Anh các em nhé. To là America. America là đất nước Mỹ. Three là đất nước Nhật Bản, Japan. Four là đất nước Malaysia, Malaysia. Five là quốc tịch Úc. Cô thấy ở đây có chữ N hoặc là người Úc. Australian. Six là England, là đất nước Anh, Anh quốc. Seven, Vietnamese là người Việt Nam. Eight, Japanese là người Nhật Bản. Bây giờ chúng ta xem lại các đáp án nhé. One, English là người Anh. Two, America, đất nước Mỹ. Three, Japan, đất nước Nhật Bản. Four, Malaysia, đất nước Malaysia. Five, Australian, người Úc. Six, England, đất nước Anh. Seven, Vietnamese, người Việt Nam. Eight, Japanese, là người Nhật Bản. Chúng ta bỏ qua bài số 5 và qua bài số 6 các em nhé. Translate into English. Em hãy dịch sang tiếng Anh. Rất vui được gặp bạn. Đó là câu nice to meet you. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Tớ đến từ Úc. I'm from Australia. Anh ấy đến từ Mỹ. He is from America. He is from America. Cô ấy đến từ Mã Lai, tức là Malaysia đấy các em. She is from Malaysia. Lan là người Việt Nam. Lan is Vietnamese. Quốc tịch của bạn là gì? What nationality are you? What nationality are you? Họ đến từ nhiều đất nước khác nhau. They are from different countries. Chúng ta cùng xem lại các đáp án của bài số 6 nhé. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Tớ đến từ Úc. I'm from Australia. Anh ấy đến từ Mỹ. He is from America. Cô ấy đến từ Mã Lai. She is from Malaysia. Lan là người Việt Nam. Lan is Vietnamese. Quốc tịch của bạn là gì? What nationality are you? Họ đến từ nhiều đất nước khác nhau. They are from different countries. Trong video buổi hôm nay, cô sẽ dạy đến đây các em nhé. Và các bài tập tiếp theo cô sẽ làm ở video kế tiếp và để link ở phần mô tả cũng như là
ghim ở phần bình luận của video này. Rất cảm ơn các em đã theo dõi bài giải của cô. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.